là tức tân người đang có bóng đó là Đình Thịnh. Một tình huống dứt điểm từ xa của cầu thủ bên phía Hoàng Mai. Bóng đi trên không thành. Ném biên cho các cầu thủ thành phố Vinh. Một tình huống ném bóng rất mạnh cho Bảo Tín. Tiếp tục là một tình huống ném biên nữa. Vẫn đang là một tốc độ vừa phải trong trận đấu bán kết ngày hôm nay. Cả hai đội đang nhập cuộc rất thận trọng. Đây là tính chất quan trọng của một trận đấu loại trực tiếp, trận đấu chung kết. Và đó là một giấc mơ dành cho cả hai đội bóng trước khi đến với trận đấu này. Các cầu thủ Hoàng Mai đang luân chuyển bóng cho nhau rất nhịp nhàng. Ôi, một tình huống dứt điểm từ xa. Bóng chạm lưng. Bóng lên rất mạnh. Phá bứt tốc hay của Thành Vinh. Nhưng người chơi kinh nghiệm trong tình huống bóng vừa rồi đó là Viết Tân. Viết Tân đã lan xả để ngăn cản một đường tấn công của các cầu thủ bên phía thành phố Vinh. Trọng tài đã cho các cầu thủ bên phía Hoàng Mai được ném biên khi mà cầu thủ bên thành phố Vinh đã mắc lỗi. Duy Khánh đã chơi bóng tập trung. Một tình huống đá bóng từ xa. Nhưng đó là một tình huống dứt điểm có vẻ như rất thiếu chính xác của Ngọc Trung. Tốc độ của Thành Vinh, mặc dù tuổi đời còn rất nhỏ nhưng mà Thành Vinh đang chơi rất can lực. Và vừa rồi là tình huống đối mặt của Bảo Tín. Thủ thành Duy Khánh đã cứu thua cho Hoàng Mai. Bóng vẫn đang thuộc phần kiểm soát của các cầu thủ bên phía Hoàng Mai. Và vừa rồi là tình huống bắt bóng không dính của Xuân Phong. Ở trong hiệp đấu này thì Duy Khánh vẫn đang theo rất hay để khước từ đi những tình huống dứt điểm của các cầu thủ thiếu niên thành phố Vinh. Mọi thứ vẫn đang diễn ra rất cân bằng. Và như vậy là cùng lúc này trọng tài Phan Trường An đã nổi tiếng còi để khép lại hiệp thi đấu đầu tiên trận đấu bán kết thứ nhất. Và như vậy trọng tài đã nổi còi bắt đầu hiệp 2 và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những diễn biến ở hiệp thi đấu thứ hai này. Một tình huống cản lướt tốt của các cầu thủ bên phía thành phố Vinh. Và người đang có tình huống lăn xả đó là Minh Dương. Trận đấu lúc này vẫn đang thu hút được rất nhiều những sự quan tâm theo dõi của những quý khán giả. Một tình huống đá phạt nguy hiểm và xà ngang đã cứu thua cho các cầu thủ thành phố Vinh. Cả Nhi Đồng thành phố Vinh và Nhi Đồng thị xã Hoàng Mai đào đá phải dừng bước. Và sự chờ đợi của những khán giả lúc này sẽ hướng về đội bóng thiếu niên của thành phố Vinh và Hoàng Mai. Một đường chuyền hợp lý dành cho đồng đội. Người đang có bóng đó là Thành Vinh. Và cắt bóng đúng lúc đúng chỗ của trung vệ bên phía Hoàng Mai. Nếu như ở hiệp đấu đầu tiên là một hiệp đấu có nét hơn của thành phố Vinh, tỷ số của trận đấu vẫn đang là 0-0. Và nếu như tỷ số này được giữ nguyên thì Hà Nội sẽ bước vào loạt luân lưu. Và đúng như vậy, đó là tiếng còi để kết thúc thời gian thi đấu chính thức. Ở hai hiệp thi đấu chính thức thì Hà Nội đã bất phân thắng bại và kết quả hòa 0-0. Sút bóng tung lọng lưới của đội trưởng Mạnh Phú và 1-0 cho các cầu thủ bên phía thành phố Vinh. Không vào, bóng trúng xa ngang, rất đáng tiếc dành cho pha dứt điểm của Viết Tân.
quá đáng tiếc dành cho em ở cơ hội này. Một sức ép tâm lý quá nặng nề dành cho em. Vẫn vào. Và dù thủ thành của thị xã Hoàng Mai đã chạm được tay vào bóng nhưng chừng đó là không đủ để có thể khám phá cú đá thành công của Hồ Viết Mạnh. 2-0. Chính xác, những cú đá như vậy rất khó cho các thủ môn và Ngọc Nguyên đã thành công. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Rất chính xác và rất tự tin, đó là cú đá thành công đến từ thủ môn Xuân Phong. 3-1. Rất tốt. Minh Dương rất bình tĩnh để đánh lừa thủ môn Xuân Phong. Hy vọng tiếp tục nhen nhóm dành cho các thủ thị xã Hoàng Mai. Chính xác. Đó là cú đá thành công của số 2 Quang Sang. Cả 4 quả đá đầu tiên của thành phố Vinh lúc này đều thành công. Để tiếp tục hy vọng ở loạt sút cuối cùng. Chính xác. Đó là tình huống dứt điểm thành công của đội trưởng Vũ Ngọc Trùng. Tỷ số của loạt luân lưu được rút ngắn xuống còn 4-3. Và nếu thành công ở quả đá này thì thành phố Vinh sẽ giành chiến thắng. Đứng trong bóng lúc này đang là Bảo Tín. Không vào. Đó là một quả đá quá nhẹ của Bảo Tín. Cơ hội để cho thị xã Hoàng Mai cân bằng. Nhưng đó là một quả đá quá cầu thả. Và chiến thắng đã thuộc về thành phố Vinh. Rất kịch tính. Chiến thắng ở loạt sút luân lưu với tỷ số 4-3 đã thuộc về thành phố Vinh.